Vâng, xin chào bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm mới của hãng Emax. Thì mẫu sản phẩm này là xe điều khiển từ xa có camera, và bộ sản phẩm của nó sẽ gồm một chiếc xe, camera và kèm theo bộ kính FPV để chúng ta xem trực tiếp để điều khiển ha. Đó. Thì bên trong hộp này nó có những gì và chiếc xe nó có chức năng gì để điều khiển tốt ha. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp ra cho các bạn xem. Đó. Thì đây là bên trong hộp của chúng ta ha. Thì hộp của chúng ta sẽ có thứ nhất đó là một chiếc xe, một chiếc xe có gắn camera. Thứ hai thì chúng ta sẽ có remote 2.4, mặt khác hướng dẫn. Này là anten ha, anten này thì nó hỗ trợ hai sóng hai anten ha, cho chúng ta có thể nâng cấp thêm cho khoảng cách nó truyền xa hơn. Hai bên sẽ có hai cái anten. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái bộ sạc ha, bộ sạc này á. Đó, bộ sạc này cho pin của kính FPV và đồng thời sạc cho xe luôn. Đó, còn đây là pin của kính FPV. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra ha. Đó, đây cục pin của chúng ta. Thì pin này á, thì các bạn có thể sạc lại được. Đó, và đây là kính FPV của chúng ta. Đó, mình sẽ để qua một bên. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói về cái mẫu xe này trước. Thì cái mẫu xe này á thì nó tỷ lệ 1/24 ha, để cho chúng ta có thể điều khiển trong nhà một cách trơn tru, và cái cua quẹo của cái bánh xe này đến 5-6 độ ha, cho nên là chúng ta quẹo cua rất là tốt. Và cái mẫu xe này thì sử dụng cái servo ha, servo lái, cho nên là chúng ta vào cua lớn cua nhỏ rất là nhẹ nhàng, ok luôn. Đó, thì nó thử sử dụng cái servo 9251 ha. Đó, và motor 820. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy một cái camera đây. Camera này là camera góc nhìn thứ nhất đó, cho chúng ta truyền trực tiếp thời gian thực vô kính FPV này luôn. Đó, thì để sạc thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn sẽ tháo cái body này ra, có hai cách sạc ha. Một, nếu mà các bạn có dây sạc pin rời á thì chúng ta tháo cái cục pin rời dưới đây ra. Cục pin của nó là 7.4 400 300 mA ha, và 3.7 300 mA. Nếu bạn muốn chơi lâu hơn, các bạn có mua, có thể mua loại 3.7 450 mA thì nó sẽ chơi lâu hơn. Và chúng ta sẽ sạc rời hoặc là chúng ta sẽ sạc trực tiếp. Thì để sạc trực tiếp trong xe á, thì các bạn sẽ tháo body ra. Chúng ta sẽ tháo hai bên này. Đó, đó thì trong đây đó, chúng ta sẽ có một cái kính sạc vô thì nằm ở trong đây ha. Đây sẽ có một cái chỗ sạc nè, thì các bạn ghim cái dây sạc này trực tiếp vào đây. Đó, thì khi ghim sạc vào đây nó sẽ sáng đèn xanh ha, khi mà sạc đầy nó sẽ tắt đèn. Đó, đó là xong cách sạc pin. Sau khi sạc xong chúng ta gắn lại thôi. Đó, rất là đẹp. Đối với remote này, remote 2.4 hả, theo thông số thì cho khoảng cách tầm khoảng 150-180 mét á. Thông số của nhà sản xuất thì như vậy, mình chưa test thử thì không biết nó bao nhiêu ha. Đây sẽ có một nút on off, một nút stream ha, stream để chỉnh servo lái. Ở đây mình sẽ mở lên cho các bạn xem, mở lên nó sẽ chớp đèn xanh, đèn đỏ ha. Chúng ta mở on lên. Đó, đây mình sẽ vẽ cua lớn cua nhỏ cho bạn. Đó, cua nhỏ nè, cua lớn nè. Đó, đó, đây ha, đây là chỉnh bánh nè. Đó, nếu mà chạy thẳng các bạn bóp cò chạy thẳng mà nó không chạy thẳng hay gì thì chúng ta chỉnh bánh ha. Còn đây ga ha, các bạn bóp có thể bóp nhẹ hay ga nhỏ. Đó, chúng ta bóp mạnh lên thì bánh xe nó sẽ lăn bánh nhanh giật đều ha. Đó, đó là của chiếc xe của chúng ta. Mà bây giờ tới cái kính ha. Thì để mở kính thì chúng ta sẽ, thứ nhất thì chúng ta cần phải gắn anten vô trước ha. Các bạn gắn bên trái hay bên phải cũng được ha, thường thì gắn bên trái. Đó, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải có cái bộ pin này ha. Bộ pin này để gắn trực tiếp vào cái kính của chúng ta. Thì pin này á, thật ra pin này thì chúng ta có thể lấy rời, khi hư chúng ta có thể thay thế được ha. Đó, bên khi hư chúng ta có thể lấy ra dùng để thay thế được. Đó, còn bình thường nó sẽ là như thế này. Khi chúng ta sạc cũng là dây sạc lúc nãy, thì các bạn sẽ ghi vào đây và chúng ta sạc bình thường thôi ha. Đó, rồi thì để gắn vào kính, cái nó vào kính thì như thế nào thì các bạn để ý nè. Khi chúng ta đeo lên đầu á, phía sau nó có một cái húp nhỏ như thế này, thì cái húp này là cái húp đựng pin của chúng ta đó. Chúng ta sẽ bỏ pin vào đây. Đó, và chúng ta đội lên đầu ha. Trước khi đội lên đầu thì chúng ta gài cái kính này vô, thì khi gài vô thì nó sẽ bắt cái tần số của xe luôn, bắt cái tần số camera ha. Đó, thì các bạn sẽ thấy được camera bên trong của chúng ta. Rồi,
mình sẽ ghim sát vào ha. Mình sẽ bắt lại xe. Nó khi tắt thì nó bắt sóng ha. Khi mở lên thì nó sẽ bắt tín hiệu lại xe. Đó, các bạn có thể nhìn thấy chiếc xe của chúng ta. Là mình sẽ di chuyển xe nè. Đó. Nó truyền thời gian thực thật khoảng cách 200m ha. Đó, rất là ok. Đó. Thì khi nhìn trong kính thì các bạn thấy rất rõ. Còn trong clip, nếu mà các bạn xem clip của mình á thì mình quay thực tế nó qua một cái điện thoại nữa cho nên cái hình nó sẽ xấu, chứ thật sự hình trong kính thì các bạn sẽ xem nó đẹp hơn ha. Đó. Chúng ta sẽ đeo vào kính như thế này. Đó. Đó, ta đeo vào kính như thế này. Đó. Thì ở đây nó sẽ có một cái số này là chỉnh cái tiêu cự ha. Chúng ta ví dụ nhìn không phù hợp á thì các bạn có thể chỉnh cái này gần hoặc xa, hai bên thì nó sẽ có điều chỉnh hết ha. Đó, chúng ta kéo gần hoặc xa. Đó, chúng ta kéo gần hoặc xa. Đó. Đó, nói chung kéo xa cho phù hợp với cái hớp mắt của bạn thôi ha. Thì ở đây sẽ có một số nút chức năng, nói chung cũng rất dễ dàng. Nếu bạn muốn bắt sóng dễ thì chúng ta bấm cái nút A này thôi thì nó sẽ tự động tìm dò sóng. Dò sóng đúng kênh của máy bay chúng ta ha. Cái này là khóa kênh, còn này là chuyển kênh từ kênh đó. À, ví dụ chuyển sang kênh khác nè. Đó, nó không đúng ha. Đó. Tại vì nó có tới 37 kênh là nếu đúng kênh của nó mới hiện lên. Rồi, mình sẽ bấm nút A ha cho tự động dò. Ví dụ bấm nút M đó, đó là chỉnh thông số thôi. M thì nó sẽ hiện lên cái bảng cài đặt ha. Ừ. Các bạn bấm nó sẽ hiển thị cài đặt. Nhưng mà nếu không sử dụng thường thì không sử dụng bến, giờ mình sẽ bấm nút A nó sẽ bắt đầu dò ha. Đó, nó sẽ dò kênh phù hợp, cái nào mà rõ nhất đó, thì nó mới lấy. Còn nếu mà nhìn được nhưng mà không rõ thì nó cũng không nhận kênh. Nhưng mà khi mà nhận kênh rồi á thì khi bạn mở xe lên lần nữa thì nó sẽ tự động nhận kênh luôn, chúng ta không dò ha. Đó, các bạn đợi chút xíu nữa, sắp tới rồi đó. Đó, thấy chưa? Nếu mà ok rồi đó thì nó sẽ dừng lại ha, còn nó sẽ không dò nữa. Đó. Rất là ok, rất là mượt luôn ha. Đó. Đó, ta bấm nút thì nó sẽ chuyển kênh. Đó, kênh 40 cũng ok. Đó, là ok, vậy là xong rồi đó. Chúng ta chỉ cần đeo dây kính vô chúng ta điều khiển thôi. Đó. Thì bây giờ mình các bạn tham khảo cái clip của mình điều khiển ha. Mình quay thông qua điện thoại nên cái màn hình nó hơi xấu một chút xíu.
Ok, thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái mẫu sản phẩm này ha. Mẫu sản phẩm xe này chạy rất thú vị, mà khi các bạn đeo kính vào á, thực tế đeo kính vào thì chúng ta lái xe nó rất là chính xác hơn cái việc mà chúng ta nhìn điều khiển mà không cần không có kính, ta nhìn vào xe ta điều khiển thì khi mà nó qua những cái khu vực hẹp á, chúng ta khó điều khiển cái bánh lái lắm. Nhưng mà khi chúng ta đeo kính vào á, các bạn sẽ điều khiển chỉnh rất là ok ha. Đó. Và cái mẫu sản phẩm này thì gồm có một chiếc xe nè, một cái remote điều khiển. Pin trong xe là pin 300mAh 3.7 ha. Cái này là pin cho cái kính FPV của chúng ta. Và bộ sản phẩm có bộ kính FPV bao gồm một cái anten ha, và một cái anten hỗ trợ để nâng cấp, các bạn có thể nâng cấp tùy vào mục đích chơi của bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái dây sạc, sạc cho pin và sạc cho pin xe luôn. Đó. Và một cái dụng cụ đó là con vít, vít mini. Đó. Thì đối với mẫu sản phẩm này, xe mình nghĩ khá ok so với cái tầm giá, thì tầm giá nó cũng khá là rẻ so với những cái xe mà có FPV mà truyền về kính ha, mà nó có cả cái sạc vô, góc lái rồi rất là chính xác. Thì các bạn có thể tham khảo qua cái clip của mình test đó hả. Thì nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, các bạn có thể truy cập vào xe Asin ha, gõ một từ khóa là AMAX EFC ha, hoặc các bạn có thể click vào đường link bên dưới thì nó sẽ ra cái mẫu sản phẩm này, các bạn tham khảo. Nếu chúng ta thấy ưng ý thì ta sẽ lựa chọn cho mình một chiếc xe để chơi, trải nghiệm cái truyền ảnh trực tiếp thông qua chiếc xe camera, chiếc xe truyền về kính của chúng ta. Chúng ta sẽ điều khiển trải nghiệm như thế nào. Bây giờ bình thường FPV thường nó truyền cho máy bay Blackcam thôi, nhưng mà bây giờ truyền cho thực tế ảo qua xe thì cũng khá là thú vị ha. Đây là một cái dòng mới của hãng EMAX ha. EMAX thì trước giờ nó chỉ ra là cái mẫu War Racing thôi, dạng FPV cho máy bay 4 cánh á, drone á. Hiện nay hãng mới ra dòng này đó, thì cho các bạn tham khảo và lựa chọn ha. Thì các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa, Asin xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.